Nay mình sẽ xem các loại mỡ để ghép ha các bạn. Thì bình thường á mình sẽ có bốn loại mỡ để mà ghép. Thứ nhất là mỡ cấu trúc. Thứ hai là mỡ micro. Thứ ba là emulsion, nó giống như là quyền nhũ vậy đó. Nhũ tương á. Và cuối cùng là cái loại mỡ nano. Thì mỗi một cái loại mỡ nó sẽ có một cái ứng dụng khác nhau. Thì đầu tiên là cái mỡ cấu trúc các bạn. Cái mỡ cấu trúc đó, đầu tiên là mình lấy mỡ xong lấy mỡ bằng tay nha, đừng lấy mỡ bằng máy. Xong mình sẽ quay ly tâm. Mình quay ly tâm xong á thì mỡ của chúng ta sẽ được 3 lớp, thì mình sẽ lấy cái lớp giữa nha, lấy cái lớp mỡ giữa để ghép. Cái thứ hai là cái mỡ micro. Cái mỡ micro này á thì mình cũng hút mỡ bằng tay. Hút mỡ bằng tay xong á thì sau đó mình sẽ hút thêm một cái dung dịch rửa vô. Sau đó mình lắc đều xong nó để lắng đọng xuống, nó sẽ ra được cái lớp mỡ như thế này. Thì mình sẽ lấy cái lớp mỡ ở trên này mình ghép ha các bạn. Mỗi một cái loại mỡ là mình phải dùng cái kim có cái đường kính khác nhau thì mình mới ghép được. Tiếp theo là mỡ emulsion ha. Mỡ emulsion là mình lấy mỡ xong thì sau đó mình sẽ cho qua một cái đặc biệt, một cái đầu đặc biệt nha, chứ không phải cái đầu này đâu nha các bạn. Cái đầu này là chẳng qua cái hình minh họa vậy thôi. Thì mình sẽ bơm qua bơm lại khoảng 30 đến 40 lần. Thì lúc này mình sẽ được một cái loại mỡ gọi là mỡ emulsion, quyền nhũ, hay là mỡ phân đoạn cũng được các bạn. Fractionate. Frat là mỡ phân đoạn ha các bạn. Tại vì khi mà mình chuyển qua chuyển lại 30 đến 40 lần á qua một cái dụng cụ đặc biệt nha các bạn, thì nó sẽ cái mỡ của mình á nó sẽ hóa thành cái chất lỏng. Nó sẽ hóa thành chất lỏng cho nên người ta gọi là emulsion á. Và lúc này á nó sẽ ít cái lipomas hơn. Rồi sau khi mình lấy được cái quyền nhũ này á, mình cũng có thể áp dụng thêm cái phương pháp rửa nữa. Phương pháp rửa của mỡ micro á, để mà mình rửa bớt các cái axit béo đi các bạn. Rồi và cuối cùng là mỡ nano các bạn. Mỡ nano là sau khi mình đã lấy được cái mỡ mà emulsion á rồi á, thì mình sẽ cho qua một cái lưới lọc chứ không phải cái này nha bạn. Cái này người ta chỉ minh họa thôi nha, mình phải mua cái lưới lọc mà chuyên dụng của nó mới được. Thì cái lưới lọc đó các bạn, nó có các cái lỗ nhỏ lắm, khoảng 0,5 mm thôi. Thì mình lấy cái mỡ phía dưới á, thì đó là mỡ nano hả các bạn. Nhưng mà quan trọng á không phải cái mỡ nào mình làm nó mắc tiền, nhưng mà mình phải đúng. Ví dụ như là mỡ nano á là mình phải ứng dụng trong những trường hợp nào, và mỡ cấu trúc thì mình áp dụng trong những trường hợp nào thì nó mới tốt, chứ không phải mình nói là mỡ nano nó sẽ tốt hơn mỡ cấu trúc hay là mỡ nano nó sẽ tốt hơn mỡ micro là không phải nha các bạn.